chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Bảy. Hôm nay thì Bảy sẽ trở lại với cái bếp của mình. Bỏ cũng đã lâu rồi các bạn ơi. Thì đầu năm người ta nói hỏng gà thì cũng dịch, cho nên hôm nay thì Bảy làm món gà. Gà hấp nước mắm kiểu này đơn giản, ngon, nhanh, gọn, lẹ nhưng mà ăn sẽ ghiền nha các bạn. Thôi thì bây giờ Bảy mời các bạn cùng vô bếp làm với Bảy nha. Làm món gà hấp thì đơn giản bạn ơi. Con gà 1,5 kg, mỡ gà, đường, bột nêm, tiêu, nước mắm, sả, củ hành, này là lá chanh nha các bạn, gừng. Mỡ gà này mình cho vô thắng lấy mỡ, nếu các bạn không có mỡ gà thì các bạn cho mỡ mỡ heo, dầu ăn gì cũng được nha các bạn. Các bạn thắng cho gà mỡ gì đây thì mình nhiêu đó được rồi mình vớt ra. Xong đường, bột nêm với tiêu mình bỏ vô đây. Các bạn thắng cho cái đường này nó ra vàng á các bạn. Rồi mình vàng gì đây mình bỏ nước mắm vô. Các bạn quậy cho nó tan đường ra xong rồi mình tắt bếp mình để cho nguội nha các bạn. Cái nước đã Bảy đã để nguội nha các bạn. Bây giờ mình ốp con gà. Con gà thì Bảy đã làm sạch rồi. Xong bây giờ mình mát xa gà cho nó đều, mình để thấm lại nửa tiếng là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình để đây ốp nửa tiếng. Con vịt thì Bảy đã ốp ra xong rồi nghe, nửa tiếng rồi các bạn. Bây giờ mình bỏ cái này nè vô mình ở dưới cái đít nồi nè, mình để vô hết củ hành với sả, mình để vô hết. Lá chanh này là phải bỏ vô thơm lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bỏ con gà vô. Như vậy là xong. Bây giờ các bạn nhớ để lửa riu riu thôi nha các bạn. Hấp có khoảng 45 phút. Rồi bây giờ con gà đã chín rồi nha các bạn ơi. Và đây là thành phẩm của Bảy đã xong nha các bạn ơi. Ở đây là hôm nay thì Bảy ăn với nhỏ em. Em mới lại chơi. Rồi hai chị em đầu năm là phải ăn gà, mà gà phải đẻ trứng mới được các bạn ơi. Các bạn thấy không, gà đẻ quá trời trứng luôn. Thôi thì bây giờ Bảy mời các bạn cùng thưởng thức với hai chị em Bảy nha. Mời cả nhà. Thôi bây giờ mình ăn trước đi. Ăn trứng, ăn trước, trứng đi. Trước đi. Rồi. Cái này là trứng gà đó các bạn, chứ không phải là trứng trứng vịt đâu, nhưng mà trứng gà màu trắng. Dạ. Trời ơi, nhìn hấp dẫn các bạn ơi. Để mời các bạn nha. Đầu năm ăn gà đẻ trứng cho may mắn các bạn ơi. Cái này ăn cũng được, có tiền cả để cái mềm nó cũng vừa ăn. Năm ngoái tới năm nay hai chị em mới gặp nhau bạn ơi. Bữa nào thử thách đi, em 50 chế 50. chắc chết. Cái trứng gà các bạn nhỏ hơn là trứng vịt. Cái trứng vịt nó to hơn. Ăn cái này no xong hội gà để nguyên. Cái này hồi nãy luộc nhiêu chế? 12 trứng hả? 12 trứng. Có 12 trứng mà thử thách hai chị em người ăn 50 trứng chắc chết. Em biết đâu tới là mình luyện từ đây tới đó mình lên đô sao tiền. Chắc ngày nào cũng phải ăn chục trứng. Ê, lúc đó kỷ lục luôn. Mà ăn hết 50 trứng là ghê lắm đó chế. Giống như đi thì kỷ lục gì đấy được. Giống như chế chân mắm chân á. Bảy nói với anh chủ á, mà ổng bước vô nhà thì nghe mùi gì nên Bảy nói chân mắm chân, cái là Bảy nói thôi vậy bữa nào á hai đứa ăn thử thách ăn xào riêng đi, đứa nào ăn một đứa ăn trái, đứa nào ăn không hết thì đứa đó thua. Ổng đầu hàng cũng xin thua trước. Ổng đâu ăn được thử nghiệm đâu đúng không? Ừ.
Bây giờ nửa chặng đường rồi, bây giờ tới các cái phao câu này ăn cái thục sạch phao câu nhẩm quá phao câu phải ăn cái này là phải ra tay chứ ăn mấy cái này mà không ra tay là không ngon các bạn ơi. Ăn gà ăn vịt là phải bạo lực, nhẹ nhàng là không ăn mấy này được. Ôi sụp sạch. Rồi bây giờ đứa nửa con bắt đầu cắn bạn ơi, nói gì chứ phải cắt cái được. Giống như gà đụt, gà thả vườn bên Việt Nam mình á là ăn xé gì đây ăn ngon ha. Còn cái này gà thả vườn nhưng mà thả vườn hơi lâu năm các bạn ơi. Mấy đứa. Ừ. Nè, em ăn trước đi. Để chứ cắt cho em. Em để con gà xuống. Ừ, để đại không có chỗ. Cảm ơn chị. Đầu năm ăn gà vàng các bạn ơi. Các bạn cứ làm thử cái này đi các bạn ơi, Tết tới rồi nè, làm thử ở nhà mình ăn đi, ăn ăn hầm ngán. Ốp cái kiểu này các bạn, con gà nó thấm ở trong ngon lắm. Trời ơi, nhìn hấp dẫn bạn ơi. Dạ, dạ. Tứa nước miệng, tứa nước ra hai bên hết trơn luôn. À, bể mời các bạn nha. Ngon ha. Gà này chế ốp nào? Cho em ốp là nửa tiếng à. Thấm á. Em về em ốp làm giống này đi tiền. Về về làm cho tình yêu ăn đi. Ngon quá. Ngon chịu không nổi luôn. Cái nước này các bạn, bảy hấp ra xong rồi nó kẹo cái nước gì đây nè các bạn, cho nên là không có bỏ nước gì hết trơn á, cái nước nó ra đó. Cái này mà ăn chan với mì á là ngon xuất sắc luôn, tại vì bảy không có ăn mì. Cho nên bảy ăn cái này không à. Ăn cái này phải ra tay, mới đi hẹn hò mà ăn kiểu này nhà trai chạy mất tiêu. Nói gì nha, ngày xưa cởi cái thời mình thôi chứ bây giờ tuổi trẻ nó tự nhiên lắm bạn à, trẻ trẻ thôi chứ già già có mình, ví dụ đi đi hẹn hò mà ai mà cầm gì cạp gì đây thì thấy cũng lố lăng quá. hồi đó lần đầu tiên em về nhà chồng em chơi em đâu dám ăn. Trời ơi, ai nói hẹn hò bảy hẹn với anh chủ ở nhà đó. Lần đầu tiên hồi rủ đi ăn ốc các bạn. Ăn ốc xong rồi anh chủ thì ăn nói chung là tôm với cua rồi đó. Ăn ăn nhưng mà có một cái là lột các bạn, là làm biến lột. Ai lột? Em nghĩ ai? Trời ơi, chế lột quá chứ ai. Trời ơi, lột cho ông chủ ăn à. Tới bây giờ luôn, tới bây giờ nhiều khi ở nhà có cái gì mà nặng nặng kêu là để là chế tự làm luôn. Thế đầu bảy nói, trời thôi bây giờ mình đổi đi, mình đổi bây giờ chế là đàn ông ở nhà cho. Xong mình đổi đi, mình quán đổi với nhau đi. Trời. Chớ riết là muốn làm đàn ông luôn bạn ơi. Bởi vì ta nói vậy đó. Cực mà biết đâu được, tại hồi đó chế lột tôm cho ông ăn, lột cua cho ông ăn nha. Ông mới thương. Trời. Ông nói là đặc biệt. Đúng tại rồi. Hồi nào bây giờ đâu ai đọc cho ăn đâu. Tại vì tánh mình á là không thích dạng như là không phải là tiểu thư đài cát, không có thích chiều chuộng. Bởi vì mình đâu có được ai chiều chuộng mình đâu. Mình thấy hơi hơi lắm, bắt đầu mình ra tay rồi. Người ta chưa kịp làm nữa thì ta chưa kịp thể hiện nữa thì mình làm luôn cái phần của người ta rồi. Trời ơi, bởi vì kinh nghiệm mấy bạn đừng có giống bảy nha. Giống bảy này không có được chiều chuộng, được nâng niu. Phải đi nâng niu ngược lại. Mình phải là phụ nữ đi, mình đừng có dành cái chuyện của đàn ông làm. Ngon quá trời.
nó thấm á tiền, nó thấm từ ở trong ra ngoài luôn. Rồi là con gà của mình nó hơi dai ha. Chứ mà rất là vừa ăn, rất là ngon. Này mình mời gà, được gà thả vườn Việt Nam mình ha. Mới mốt về Việt Nam mình làm con gà này nè. Xé ra cái tại vì gà này gà đông đông đá các bạn. Gà bên Việt Nam mình về tới vườn xé ra cái nước nó tôm tôm nó. Kiểu gì nổi. Ăn gà đẻ trứng, con gà này nó đẻ 12 trứng bạn ơi. Cháu vậy nó ăn hết 2 trứng rồi còn 2 đứa. Hao chị em ăn một con gà 10 trứng. Bữa nay ảnh lợi á, tên sầu đi học rồi ảnh buồn hiu rồi. Ảnh ngồi ảnh coi tivi. Em tưởng tên sầu có nhà chứ. Anh không chịu nghỉ các bạn ơi, kêu anh nghỉ không chịu nghỉ. Tại vì bảy hỏi muốn nghỉ hay muốn đi học, anh nói muốn đi học. Hôm hôm trước đăng ký á, là em đăng ký cho nó nghỉ rồi. À. Tại vì đang anh vô á, anh vô đầu năm anh vô anh gặp mấy bạn á. Thì sáng cái anh hỏi vô gặp thầy cô với bạn là biết nói gì không, cái anh nói là nói gì cái đầu anh ấy thì chúc mừng, anh nói sao dạy ảnh cái đầu thì anh nhớ anh ấy rồi trước khi đi hỏi ảnh rồi nói nhớ gì không, anh ấy nhớ. Vô chúc cô giáo với bạn các bạn. Vô bữa nay á, muốn đi học bữa nay đó, bạn đặng đi về quê á, làm mochi đồ đó. Rồi kể đứa này đứa kia, bạn bè ở nhà kể, kể với nhau nghe. Trời ơi, gặp với anh mà nhiều nhiều chuyện nữa. À, đi khoe. À. Đi khoe rồi. Đó. Anh về anh hỏi bà nội anh là ở Nhật này là bà nội anh có đi đâu rồi. Tại vì ngồi buồn quá đâu, không ai nói chuyện, chịu đâu nổi các bạn thì ngồi có bà nội đó. Hỏi bà nội ở Nhật này bà nội đi đâu rồi, đi Hokkaido chưa, bà nội nói chưa đi. Người bà nội đi đâu hỏi em lum cho, người bà nội có đi Việt Nam chưa. Chứ con đi về Việt Nam rồi đó. Bắt đầu khoe. Tiền ăn này với dưa cải ngon dữ sợ không thiệt. Chua chua. Em hết cái đùi đó. Nói cho mình đối đối gì đây à. Trời ơi, có được có ăn liền nó ngon dữ sợ. Tại hai chị em sáng cũng chưa đứa nào ăn hết trơn các bạn ơi. Ăn đầm chưa đủ, gà đẻ 12 trứng, đứa cháu ăn 2 trứng rồi đứa ăn 5 trứng rồi gà ăn đứa nửa con. Lâu dữ hai chị em mới gặp nhau các bạn ơi. Cũng mấy tháng rồi, tiền mấy tháng rồi mới ăn chung á. Từ hồi bữa ăn lẩu. À, ăn lẩu Thái. Dẫn dãn bớt bạn ơi. Sợ lắm mấy bạn. Chị đang ép cân. Bảy thì bạn không sợ các bạn ơi. Không có mập lên đâu mà sợ. Đi về quê các bạn về á, về tại vì ở đây mình vừa làm nhiều khi mình quên ăn luôn, không nghe đói bụng. Còn về quê á xong cái bà ăn là phải đủ cử các bạn. Xong rồi ăn cái bà làm ăn. Trời ơi, ăn là mất cảm giác luôn các bạn ơi. Vậy là một ngày ăn mấy cử chứ? Ngày ăn 3 cử mà sáng thì chế dậy trễ. Cho nên sáng tới thức ra mình chứ ăn chưa luôn rồi. Bỏ cử. Mang lặt vặt hoài, tại vì mình không có làm gì á là mình cũng muốn ăn hoài à. Khi mà mình làm á các bạn thì mình phải qua cơn đói với lại mình làm biến ăn, không có thời gian ăn. Đúng rồi, không có thời gian ăn, bận rộn. À. Còn nhiều dưới ăn mất cảm giác luôn. Thường là ở dưới đi về ở sáng là bà bác cho ăn gì? Ở dưới á. À, bánh mì
với hâm rồi đó, ăn mấy cái gọn lẹ rồi bánh rồi để chi rồi lên, ai muốn ăn gì ăn. Cái đó là ăn sáng. Ăn sáng là người Nhật là tầm mấy giờ ăn sáng ở nhà Nhật? Ở nhà thì ông bà thức sớm lắm, ông bà thức là 7 giờ chưa thức, nhưng mà thường thường là chắc là cũng phải 8 giờ á. 8 giờ tại vì giờ đó là chế thức thì ăn gỗ chưa. Đây ăn đúng giờ, ăn đúng giờ, đúng là 12 giờ là ăn trưa. Với lại hồi trẻ thì đi làm giờ đó mình ăn giờ đó mình quen bao tử rồi. Ở bên này trứng vịt thím lắm bạn ơi, thường thường là trứng gà không. Cháo vậy đó, không có tên sồ ảnh buồn á, lâu lâu anh lú vô giống như tên sồ á, đi qua đi lại cái liếc vô, nhiều khi thấy mình đang quay phim cái đầu ảnh nói chuyện. Cô chào các cô chú đi. Con chào. Xin chào. Xin chào ông bà. Anh giỏi tiếng Việt không tên sồ bạn ơi. Ảnh còn nói được, trên sầu không nói được. Trên sầu chỉ nghe thôi. Trời ơi, giỏi quá trời luôn, giỏi hơn trên sầu luôn bạn ơi. Ảnh thì ảnh dễ ăn hơn trên sầu các bạn ơi. Với lại anh phái, ảnh thích quay phim á. Dễ ăn giống mẹ. Mình thấy sầu ảnh là ảnh giống bà. Bây giờ ba chị em đã ăn xong hết cái nồi này, bây giờ cũng đi hết nổi rồi bạn ơi. Thôi bây giờ Bảy sẽ kết thúc cái video ở đây. Bảy cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của Bảy. Hẹn các bạn vào cái video sau. Bye bye.